Hello guys, I'm Thanh from Am and welcome back to my video. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho người mới bắt đầu. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại bài Unit 1, Welcome, Lesson 3, Offering and Asking for Drinks. Ok, à, bài hôm nay chúng ta sẽ học về Offering, tức là đề xuất, và Asking for, là yêu cầu drinks, đồ uống. Ok, Offering. Bây giờ chúng ta, các bạn nhắc lại cho Thanh cái từ uh, đề xuất nhé. Offering. Offering. offering, yes, asking for. asking for, asking for, yes, good job. Offering là đề xuất, còn asking for tức là yêu cầu cái gì đó. So you have asking for cộng với một danh từ đằng sau, được chưa? Tức là yêu cầu vì cho cái gì? Content, grammar, the article, a and an, vocabulary, drinks. À, ngữ pháp hôm nay chúng ta sẽ học về uh, mạo từ ơ và ân. Uh, từ vựng là chúng ta sẽ học về một số loại đồ uống drinks ok mọi người lưu ý cho thanh nhé là ở đây mình sẽ có uh, từ bình thường mọi người hay gặp từ drink nó là uh, how say drink nó là động từ đúng không tức là uống tuy nhiên khi mà drinks thêm s vào thì nó trở thành danh từ và nó có nghĩa là thức uống đúng không ạ ok rồi các bạn đọc lại cho thanh nào drinks, drinks. again drinks Yes, good job. Nhớ là âm S, ending sound nhé. Âm cuối là âm S, drinks. great. Được rồi, vocabulary. Đầu tiên là Thanh sẽ cung cấp cho mọi người một số các cái từ vựng về chủ đề drinks, là chủ đề đồ uống. Ở đây Thanh sẽ có một số từ như sau. À, và nhiệm vụ của các bạn sẽ là write the drinks under the picture on the menu. Chúng ta sẽ phải ghi các cái tên, các đồ uống này vào mỗi bức tranh dưới đây. Các bạn thử đoán xem là những bức tranh này nó tương ứng với loại đồ uống nào. Ok, so one minute for you. Một phút cho mình để làm bài tập này nhá Go, go. Alright, sau so khi mà các bạn điền tên các loại đồ uống uh, phù hợp với bức tranh rồi, từ bức tranh số 1 đến bức tranh số 6, thì các bạn sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn nhé. Ok, rồi đầu tiên chúng ta sẽ có từ uh, bức tranh số 1 Đó là một tách cà phê đúng không? Mình sẽ đọc là coffee Again, coffee, coffee. Yes Next one, bức tranh số 2 Là mình sẽ có một cốc nước cam đúng không? Nước cam ép Và mình sẽ đọc là oranges, oranges. Again, oranges. oranges Great Ok, bức tranh số 3 mình sẽ đọc là iced tea Again Tea. Tea. Yes, good job. Ở đây iced tea mình hiểu là trà mà mình có thêm đá vào ấy thì mình sẽ là iced tea chứ không phải là trà đá giống như Việt Nam đúng không? Tức là các loại trà mà mình sẽ thêm bỏ thêm đá vào nó có vị mát mát. ở right. So, iced tea. Okay. Next one. Bức tranh thứ tư à, mình sẽ có quả táo ở đây đúng không? Và ở đây mình sẽ có nước ép táo thì mình sẽ đọc là apple juice. Repeat after me. Apple juice. Again, apple Great, ok. Ok, tiếp theo bức tranh số 5, mình sẽ có một tách trà, đúng không? Mình sẽ đọc là tea. Again, tea. tea. Yes, again, tea. tea. Ok, đúng rồi. Và bức tranh số 6, mình sẽ có một chai nước khoáng, đúng không? Và cái từ này mình sẽ đọc là mineral water. Again, mineral water. Yes, good job. Mineral water là nước khoáng. Một lần nữa các bạn sẽ tự đọc lại những cái từ này và sau đó đánh dấu trọng âm và để xem các cái từ này thì trọng âm nó sẽ được nhấn vào đâu. Ok? So one minute for you. Go. Yes, all right. Sau khi mà các bạn đã xem đánh dấu trọng âm rồi thì bây giờ các bạn sẽ tập đọc lại cùng với Thanh những cái từ này nhá. Đầu tiên nào, uh, nước táo đúng không? Nước táo. Chúng ta sẽ đọc là averages. Again, apple Great. Tiếp theo cà phê đúng không? Chúng không chúng ta sẽ không đọc là coffee hay là cà phê mà chúng ta sẽ đọc là co âm o, được chưa? Âm o dài nhá. O và mình đọc là coffee. Again. Yes, one more time. Okay, good job. Tiếp theo mình có trà mà có thêm đá vào mình sẽ đọc là iced tea. Lưu ý trong thanh cái từ này, ở đây mình sẽ có hai âm t đúng không? cho nên là chúng ta sẽ lược bỏ bớt một âm t ở từ đứng trước cho thanh nhá và mình sẽ đọc cái âm này là ist tea chứ mình không đọc là ist thì nữa như vậy thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian và thứ hai là nó không đạt hiệu quả trong quá trình mình giao tiếp mình nói chuyện với người khác thì nó sẽ bị phát âm nó cảm thấy cảm thấy như là kiểu nói tiếng anh nó rất là mệt mỏi đúng không? đây là một cái phần tips một cái phần lược âm trong quá trình mà mình học phát âm được chưa? rồi các bạn đọc lại cho thanh nào? Ice tea. ice tea. Again, ice tea. Ice tea. Great, next one. Yeah, tiếp theo thanh có từ nước khoáng đúng không? Mình sẽ đọc là gì nhỉ? Mineral water. Đối với danh từ ghép, mình thì mình sẽ có trọng âm sẽ rơi vào danh từ thứ nhất, đúng không? Tức là từ này mình sẽ rơi vào trọng âm vào từ mineral. Ok, các bạn đọc lại giữa thanh nào? Mineral water. Mineral water. Again, mineral water. Great mineral water là nước khoáng. Rồi next one à cam nước cam ép đúng không? Mình sẽ đọc là oranges. Rồi các bạn lại gặp lại một cái tiếp tương tự nữa ở đây. Mình có hai cái âm chờ đúng không liền với nhau như vậy. Cho nên chúng ta sẽ bỏ một cái âm trời đằng trước đi để đọc cho nó mượt mà hơn và nó hay hơn. Cho nên mình sẽ đọc cái từ này là oranges again. One more time. Right oranges nhá là nước cam ép rồi next one từ cuối cùng đó là từ trà đúng không và mọi, mọi người lưu ý cho thanh cái dấu hiệu e ở đây mình sẽ đọc là âm y dài nhá cho nên mình sẽ đọc là t miệng cười dạ t again one more time yes good job rồi, đó là tất cả những cái từ vựng và uh, lưu ý cái phần phát âm khi mà chúng ta học từ và để chúng ta có thể uh, áp dụng trong quá trình các cái từ này và trong quá trình mà mình uh, mình mình học cái bài ngày hôm nay. Okay, now you have to listen. Uh, you have to listen six people. What drinks from one A do they ask for? Okay, ở bài đề bài ngày hôm nay là người ta gì yêu cầu bạn lắng nghe 6 người và sau đó là what drinks tức là loại đồ uống nào uh, ở trong những cái cột này uh, mà họ yêu cầu they ask for ask for là yêu cầu đúng không? Đó, yêu cầu là loại đồ uống nào? So you have to listen. Listening 10. 1. A coffee, please. 2. An orange juice, please. 3. Could I have an iced tea, please? 4. An apple juice, please. 5. Um a tea please. 6. Could I have a mineral water please? Alright, sau khi mà các bạn nghe xong rồi Nếu mà các bạn đã điền hết các cái ô từ 1 đến 6 rồi Thì các bạn sẽ check đáp án cùng với Thanh Còn nếu các bạn chưa điền hết đáp án từ 1 đến số 6 Thì các bạn hãy uh, dừng video và sau đó quay trở lại Và nghe lại ít nhất cho Thanh từ 1 đến 3 lần Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp và so sánh đáp án với Thanh nhé Ok, and here are the answer Đây là đáp án Thanh đưa ra cho mọi người Alright, now you have to listen again Bây giờ mình sẽ lắng nghe lại một lần nữa rất là kỹ write the drinks in the chart mình sẽ viết các cái loại đồ uống vào trong trong trong, cái ô này đúng không à, và mình sẽ chia làm hai loại loại đồ uống thứ nhất là loại đồ uống đi với mạo từ ơ uh, và loại đồ uống thứ hai là loại đồ uống đi với mạo từ ẩn uh, so listen again và nghe sau đó điền dưới dưới ô trống nhé listening 10 1 a coffee please 2 An orange juice, please. 3 Could I have an iced tea, please? 4 An apple juice, please. 5 Um, a tea, please. 6 Could I have a mineral water, please? Ok, chúng ta đã nghe được hết tất cả các loại đồ uống ở đây chưa? Rồi, uh, nếu mà các bạn nghe rồi các bạn sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho mọi người nhé. Alright, rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cho Thanh một lần nữa nào. Firstly, a coffee. A coffee. One more time. A coffee. A coffee. Yes, next one. A tea. A tea. One more time. A tea. A tea. Alright, next one. A mineral water. One more time. A mineral water. A mineral water. Great. Rồi, à lần thứ hai là các đồ uống đi với mạo từ ăn. Okay. An oranges. An oranges. Again, an oranges. an oranges. Yes. Next one. An iced tea. An iced tea. Again. An iced tea. Next one. An average. Again. An average. Good job. All right. Rồi các bạn có nhận ra ở đây là một điều là tại sao các cái danh từ mà lúc thì nó đi với mạo từ ơ và lúc thì đi với mạo từ ân không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay sang cái Ok, hôm nay chúng ta sẽ học về mạng ngữ pháp thứ hai đó là về mạo từ ơ và ân. Vậy khi nào chúng ta sẽ dùng mạo từ ơ và ân nhỉ? Đúng rồi. Khi mà ơ và ân nó sẽ đứng trước danh từ và danh từ này phải là danh từ số ít. Mọi người nhớ nhá, đây là danh từ số ít. Rồi, ơ cộng với một danh từ và danh từ này bắt đầu bằng một phụ âm đúng không ân cộng với một danh từ và bắt đầu danh từ bài này bắt đầu bằng một nguyên âm tuy nhiên chúng ta sẽ phải tính theo mặt phiên âm nhé mọi người lưu ý chúng ta sẽ không tính theo mặt chữ mà chúng ta sẽ tính theo mặt phiên âm ok bây giờ thành lấy giấy ví dụ cho mọi người này ok thanh có một số ví dụ ở đây đã đầu tiên là thanh có một từ là từ a coffee ok vậy thì phụ âm đứng đầu À, ở đây là phụ âm đứng đầu đúng không ạ? Nhưng mà phụ âm ở đây là phụ âm gì nhỉ? Ok, nó không phải là phụ âm C nhá, mà nó chính là phụ âm k. coffee, a coffee. Yes, ok next one. Tương tự mình có a company. A company. Vậy thì phụ âm ở đây là à đúng rồi, phụ âm k. Right, không phải là phụ âm C nhá mà phụ âm k. Rồi, next one. Mình có từ a tea. A tea. Vậy thì phụ âm ở đây là à chính xác, phụ âm đây là chữ Ok, cũng giống mặt chữ của nó đúng không? Alright, next one. An abidus. An Ở đây là mình dùng an đúng không? Sau an là cộng với một danh từ và bắt đầu bằng một nguyên âm. Uh, thì đúng, ở đây là bắt đầu bằng nguyên âm. Nhưng mà nguyên âm ở đây là gì nhỉ? Có phải là âm nguyên âm A không? Không phải nhá. Ở đây sẽ là nguyên âm A. 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 Nguyên âm a -E. Ok, nguyên âm a -E. Và mình chính vì vậy mình sẽ đọc là an abidus an evidence. All right. Next one. Mình có an iced tea. Nguyên âm ở đây là gì nhỉ? À, không phải là nguyên âm y nhá, mà nó chính là nguyên âm i. Nguyên âm đôi i và mình sẽ đọc là an iced tea. Rồi, next one. À, mình có từ an email. Nguyên âm ở đây là gì? Đúng rồi, không phải là âm e nhá, mà nguyên âm này là âm nguyên âm i. Là chúng ta sẽ tính theo cách đọc được chưa? Email thì ông đứng đầu là âm i. E email. Rồi, next one. An office. Nguyên âm đứng đây đầu là âm O. Ok, âm O, O dài. Next one. An umbrella. Nguyên âm đứng đầu không phải là âm U, mà nó là âm A. A, đúng không? Umbrella. Ok, good job. Và ở đây thì có một số từ tiếp theo. Các bạn nào cùng thanh nào? Mình sẽ đọc là ơ hay là ân nhỉ? Ok, ở đây mình sẽ đọc là A university. Tại sao như vậy? Tại sao bắt đầu bằng nguyên âm nhưng mà nguyên âm này không phải nhá? Ở đây là nguyên âm tính theo mặt chữ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng một nguyên âm tính theo mặt phiên âm. Thì ở đây mình xem cái từ này được phiên âm là à university. Đọc lại cùng thanh nào. University. Again, university. Vậy thì chúng ta sẽ phát hiện được cái từ đứng đầu. Đây là bán nguyên âm iu chứ không phải là nguyên âm đúng không? cho nên ở đây mình sẽ cộng với âm ơ, à, cho nên mình sẽ đọc là mạo từ là ơ và mình sẽ đọc là ơ university đó tức là một trường đại học đúng không? chúng ta không dùng university nhá. ok next one tiếp theo à, mình sẽ dùng là hotel hotel thì ở đây đúng là nguyên âm ở đầu à, phụ âm đứng đầu là chữ đúng không? cho nên là mình sẽ dùng mạo à, từ ơ A hotel, a hotel. À, các bạn đọc lại rất thanh nhá. A hotel. hotel. Again, a hotel. a hotel. Yes. And next one. Tuy nhiên cái từ ở dưới nhá, thanh lại đọc là an hour, an hour. Đúng không? Bởi vì bắt đầu cái chữ hour này nó là âm au, au, nguyên âm au. Cho nên và cái âm hát ở đây này sẽ là âm cầm chúng ta sẽ không tính đúng chưa? chính vì vậy người ta sẽ dùng cái mạo từ an an hour an hour rồi ok bây giờ thanh sẽ chốt lại cho thánh, cho mọi người một kiến thức nhá là bây giờ chúng ta sẽ không thể giữ nguyên cái 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 quan điểm ban đầu đó là khi mà chúng ta gặp chữ uể oải tức là các nguyên âm về mặt chữ là khi mà các bạn gặp à, cái từ đấy bắt đầu bằng u e o a i thì các bạn sẽ cộng à, sẽ dùng ân được đúng không? chúng ta sẽ loại bỏ ngay đi cái 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 cái, cái quan niệm đấy nhá Chính vì vậy chúng ta phải tính về mặt phiên âm chứ chúng ta sẽ không tính về mặt chữ không tính về mặt à cái từ đấy bắt đầu bằng u e o i e là hay là quỷ ngoại thì chúng ta sẽ cộng với ân nữa được chưa yes ok. good job next one uh, this one fill in the gaps. xin có một cái bài tập nho nhỏ để chúng ta áp dụng ngay vào trong quá trình mà mình uh, vừa học cái lý thuyết về mạo từ ơ và ân ở đây uh, fill in the gaps with ơ and ân chúng ta sẽ điền Uh, ơ và ân và đúng các vị trí uh, từ câu 1 đến câu số 6. So, one minute for you. Go! Yeah, sau so khi mà các bạn đã uh, làm xong bài tập rồi thì các bạn có thể so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn ở đây. Và bây giờ các bạn sẽ phải đọc lại cho Thanh uh, từ câu 1 đến câu 6 nhé. Rồi, the first one. Would you like a coffee? Again. Would you like a coffee? Would you like a coffee? Yes. Number two. Could I have a mineral water, please? Could I have a mineral water, please? Again. Could I have a mineral water, please? Could I have a mineral water, please? Alright. Mọi người đều mình sẽ nổi âm chữ have. A. Được chưa? Chúng ta sẽ đọc là Could I have a mineral water, please? Good job Number three A nice tea, please A nice tea, please Rồi, chúng ta sẽ nối âm luôn A nice tea A nice tea, please Again A nice tea, please A nice tea, please Good job Number four Would you like a drink? Would you like a drink? Được chưa? Mình có thể nối là Would you like a drink cũng được Like a Được chưa? Đọc lại cho Thanh nha Would you like a drink? Yes, good job. Yes, an orange juice, please. Noyam am luon na. An orange, Yes, an orange juice, please. Yes, an orange please. Again. Yes, an orange juice, please. Yes, an orange please. Good job. Number five. Would you like a tea? Would you like a tea? am Again. Would you like a tea? Yes. Number six. Could I have a drink, please? Could I have a drink, please? Again. Could I have a drink, please? Could I have a drink, please? Good job. Okay, well done. Rồi, chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Now you have to listen. Listen to the conversation. Fill in the gaps. Uh, bây giờ chúng ta sẽ nghe, lắng nghe cái đoạn hội thoại. Và sau chúng ta tập trung và điền vào từ câu 1 đến câu số 4 nhé. So, Listening 11. Would you like a drink, Claire? Yes, please. Could I have a tea? Yes. Milk? Sugar? With milk, please. No sugar. Okay. And Anne? Could I have an orange juice, please? Sure. Ok, các bạn đã điền hết được uh, từ câu số 1 đến câu số 4 chưa? Nếu mà các bạn chưa điền hết thì các bạn hãy dừng video và sau đó quay trở lại và nghe ít nhất là 3 lần cho Thanh Sau đó thì các bạn sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho mọi người nhé And here are the answers Và đây là đáp án Thanh đưa ra cho mọi người Ok, trong đoạn hội thành này là một cuộc uh, nói chuyện giữa Joe và Claire Được chưa? Uh, Joe sẽ nói là Would you like a drink, Claire? Được chưa? Tức là bạn có muốn uống à, uh, muốn một cái đồ uống nào đó không À? Claire, đúng không? Sau so Claire trả lời là Yes, please. Could I have a tea? Có. À, làm ơn, tôi có thể có một tách trà được không? Đúng không? Could I have a tea? Rồi, Joe lại sẽ nói tiếp là Yes, milk, sugar. Uh, ok, uh, đường hay là sữa hay là đường? Ok, Claire trả lời là With milk, please. No sugar là với sữa mà không không cần đường ok sau so Joe trả lời là ok and an được rồi vậy thì còn an thì sao an trả lời could I have an orange juice please à tôi có thể có một cốc nước cam ép được không Joe trả lời sure ok chắc chắn rồi Alright. Thế vậy thì trong cái đoạn này các bạn có thấy là mình sẽ có học được một cái cấu trúc đó là lời mời, câu mời đúng không? Và thì câu mời ở đây chúng ta sẽ nói nào nhỉ? Ok, chúng ta sẽ có một cái chốt lại kiến thức là would you like và sau would you like các bạn sẽ cộng với một danh từ hoặc là động từ dạng to verb nhé. Ok, ví dụ ở đây mình sẽ có nói là would you like a drink, tức là mình sẽ cộng với từ drink, được chưa? Would you like a drink. Ok, tức là cộng với một danh từ. Rồi, next one. À, câu thứ hai đó là dạng câu đề xuất, đề xuất đồ mình mong muốn. Và mình sẽ nói là gì? Nếu mà mình không muốn à, uống cái gì cả thì mình sẽ trả lời là no thanks, không cảm ơn. Còn nếu mà mình sẽ uống mình sẽ trả lời là yes, please. Có. Và đề xuất là could I have và sau đó cộng ơ với ân và cộng với một danh từ và thêm từ please ở cuối câu để chỉ thể hiện phép lịch sự. Được chưa? Could I have a ân cộng với danh từ và cộng với từ please. Tức là tôi có thể có Ok, tôi có thể có một cốc cà phê được không? Ok, rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số câu trả lời như là bạn có muốn uống sữa hay uống đường không? Thì chúng ta sẽ hỏi ngắn gọn thôi. Yeah, sure. Milk, sugar. Ok, milk, sugar. Và lưu ý là chúng ta sẽ lên giọng nhé, bởi vì đây là câu hỏi mà. Milk, sugar. Được chưa? Rồi nếu mà mình trả lời là muốn có sữa thì mình sẽ nói là with, uh mm -hmm. blah, blah, and no, blah, blah. Ok, example with milk no sugar all right tức là mình có cái lộ muốn có cái uống đồ gì thì mình sẽ nói là with mà không cần thì mình sẽ là no cộng với danh từ đằng sau all right. rồi à, đó là cái chốt lại kiến thức là chúng ta sẽ có học về lời mời và lời đề xuất đồ uống trong ngày hôm nay và cách trả lời cái lời mời đấy như thế nào ok à, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo đó là pronunciation phần phát âm So how do you say Ơ uh and an in these sentences? Listen and repeat. Thanh còn sẽ có hai câu ở đây mọi người lắng nghe để xem là cái chữ ơ uh và chữ an ở đây sẽ được đọc như thế nào nhá. Listen again. Listening 12. 1. Could I have a coffee please? 2. Could I have an orange juice? Alright right. Ở đây ơ uh, mình sẽ đọc là âm um, ơ. Uh đọc rất là nhẹ thôi không ạ hoặc là ân cũng tương tự mình đọc à ẩn ẩn ok tuy nhiên là thường là các bạn sẽ thấy là mình sẽ xuất hiện một lần nối âm ở đây và rất là quan trọng trong quá trình mình giao tiếp bởi vì uh, nếu mà mình không nghe rõ hoặc là mình không biết là tại sao nó nối như vậy thì dẫn đến là mình không hiểu cái từ đấy là nó tạo thành cái từ gì rất là dẫn đến là rất là khó để chúng ta giao tiếp với nhau thế nên là ở đây thanh sẽ nối như này luôn luôn thanh nhắc nhở luôn luôn mọi người là phải Uh, học những cái tips nhỏ nhỏ như này để chúng ta nghe nó rõ hơn. Được chưa? Và chúng ta sẽ đọc lại cho Thanh nào. Could I have a coffee, please? Could a coffee, please? Again, could I have a coffee, please? Could I have a coffee, please? Good job. Next one. Could I have an orange? Could I have an oranges? Again, could I have an orange? Rồi, chúng ta sẽ nối là heaven, heaven, được chưa haver, haver, -er. ok. Rồi, và có một cái từ Thanh muốn nhắc mọi người, đó là cái từ, từ please. Ở đây chúng ta sẽ đọc là please, please. kết thúc là âm M Z nhá, đọc lại nào, please, please, again, please, please, good job, ok, next one, good job everyone, next one. Put the conversation in order. Write from 1 to 5 in boxes. ở đây thanh sẽ có khoảng 5 câu và nó sẽ tạo thành một đoạn hội thoại uh, để 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 order đồ uống. vậy thì các bạn sẽ có một phút để làm bài này. Sau đó sẽ đưa ra thanh đưa ra đáp án và so sánh cùng với thanh nhé. Uh, ở đây chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi. chúng ta sẽ tự làm từ đầu, không theo cái uh, cái chỉ dẫn này nhé. bởi vì có thể cách chỉ dẫn ở đây là sai thì sao đúng không? OK, next one. All right, bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn hồi này cùng với nhau nhé. Đầu tiên sẽ là lời đề xuất đúng không? Tức là bạn có muốn một cái gì đó để uống không? Vậy thì would you like a drink? You like a drink? Again, would you like, a drink? you like a drink? Yes. Và thứ hai sau đó mình sẽ trả lời và đề xuất cái đồ uống của mình đúng không? Yeah, please. Could I have a coffee? Yes, please. Could I have a coffee? yes. mọi người lưu ý là chúng ta sẽ nối âm ở đây nhá. However, Have được chưa? Nào, nhắc lại cùng thanh nào. Yes, please. Could I have a coffee? Yes, please. Could I have a coffee? Good job. Mình đề rất là tôi có thể uống một cách cà phê được không? Thì uh, mình ra trả lời là yes. Would you like a milk or sugar? Okay. Yes. Would you like a milk or sugar? Yes. Like or sugar? yes. Like sugar? Ở đây tức là gì nhỉ? À, bạn có muốn uống sữa hay là đường không? Would you like cộng với danh từ ở đây đúng không? Ok lại nào. Yes. Would you like a milk or sugar? Yes. You like milk or sugar. Great. Và sau đó mình sẽ trả lời Sugar please, no milk. Đó là có đường mà không có sữa đúng không? Sugar please, no milk. Sugar, please, no milk. Again, sugar please no milk. sugar please, no milk. Good job. Và sau đó bạn sẽ lời trả lời là Okay, a coffee with sugar. With sugar. Sau đó các bạn sẽ chốt lại đúng không? Ok, vậy thì một tách cà phê với đường. Lại nào. Ok, a coffee with sugar. Ok, a coffee with sugar. Okay. Good job everyone. Alright, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần practice, luyện tập cái cấu trúc mà chúng ta đã học. Hôm nay chúng ta học về cấu trúc lời mời và cấu trúc đề xuất đồ uống, đúng không? Rồi, à, cấu trúc là would you like a drink? Ok, yes please, could I have? Tôi có thể có, Vậy thì ở đây bức tranh thứ nhất Thanh muốn làm rõ hơn cho mọi người để hình dung Mọi người hình dung hơn Đó là đầu tiên ở đây là một cái gì nhỉ À một tách cà phê Coffee Ở đây là cái túi này nó là đường Sugar Và cái bình này nó là milk Được chưa Tức là ở đây là một tách cà phê uh, Có sữa mà không đường Nếu one, tương tự ở đây mình sẽ có gì nhỉ À chính xác rồi A tea Một tách trà một tách trà ở đây là có đường và không có sữa được chưa? next one number three what is this? oh ờ, đúng rồi mineral water một chai nước khoáng again mineral water Ok. rồi number four à, nước cam ép đúng không? mình sẽ có là oranges oranges Ok. number five tương tự mình có một tách cà phê nhưng mà ở đây là có đường và không có sữa and the last one is... Abadis. Và cuối cùng là nước táo ép đúng không? Abadis. Ok. Rồi. À, vậy thì Thanh sẽ lấy mẫu là một cái đoạn hội thoại đầu tiên nhá. Ví dụ, picture one. Thanh sẽ hỏi các bạn là Would you like a drink? Bạn có muốn uống cái gì đó không? Và đáp báo bạn trả lời là Yes, please. Could I have a coffee? Có. Tôi làm ơn tôi có thể có một tách cà phê được không? Và đây Thanh trả lời là Yes, milk or sugar? Vậy thì cậu uống sữa hay uống cà à, uống, uống đường không nhỉ? Và bạn trả lời là with milk. Ở đây đúng không? Có sữa. With milk. No sugar, please. Đúng chưa? With milk. No sugar, please. All right. Được rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ làm bức tranh số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Ok. Được rồi. À, next one. Number 2. Bây giờ bạn sẽ là người hỏi và Thanh sẽ là người trả lời nhé. Picture <laughs> 2. Yes, please. Could I have a tea? Yes, milk, sugar. Um, with, uh, with sugar, no milk, please. Mm. Okay, tương tự đúng không? Rồi, number three. Bây giờ Thanh sẽ uh, hỏi và bạn sẽ trả lời nhé. Would you like a drink? Yes, please. Could I have a beer water? Yes, of course. All right. Number four. Bây giờ uh, bạn sẽ hỏi và Thanh sẽ trả lời nhé. You are A and B. Would like Yes, please. Could I have an orange? Yes. Ok. Rồi, tương tự bức tranh số 5. Thanh sẽ hỏi và bạn sẽ trả lời nhé. Like yes, please. Could I have a coffee? Mm, with, let me see, with sugar, no milk, please. Okay, good job. And the last one, you asked me. Yes, please. Could I have an apple juice? Great. Ok, well done. Đó là chúng ta sẽ luyện tập à, hỏi và trả lời liên tục, liên tục như vậy. À, rất nhiều lần để chúng ta sẽ quen cái cấu trúc này và chúng ta lặp đi lặp lại liên tục như vậy để để cái 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 phát âm của mình nó cũng chuẩn hơn và chúng ta nhớ kiến thức lâu hơn. Alright. Rồi. Yes. How about you? Tức là bây giờ chúng ta sẽ hỏi về bản thân mình đúng không? So I have a question for you. Bây giờ Thành có một câu hỏi dành cho mọi người nhá. What's your favorite drink? What's your favorite drink? Đúng chưa? Chúng ta nhớ không? Chúng ta sẽ đọc là what's your, không phải what's your nữa. Núi âm này, what's your. Again. What's your favorite drink. What's your favorite drink? Rồi. Vậy thì Thanh tương tự Thanh sẽ trả lời như sau. About me, ví dụ nhá. My favorite drink is white coffee. Sometimes I like oranges. Alright Tức là gì ạ? À đồ, ăn, đồ uống yêu thích của Thanh là cà phê sữa. Và thỉnh thoảng thì Thanh thích uống nước cam với càng ép. All right. My favorite drink is white coffee. Sometimes I like oranges. Okay. So, so what's your favorite drink? Vậy thì đồ uống yêu thích của các bạn là gì? Answer me. Trả lời Thanh đi. Yes, good job. Mọi người nhớ trả lời nhá. Okay, next one. Uh, and the second question. How many drinks do you know in English? Write them in the chat. Ok, các bạn có biết các loại đồ uống bằng tiếng Anh như thế nào không? Và sau đó các bạn để điền vào cái bảng bên cạnh giúp Thanh nhé. Thanh có orange, oranges là nước cam ép. Mineral water là nước lọc. Ngoài ra các bạn hãy liệt kê khoảng 5 loại đồ uống mà các bạn biết bằng tiếng Anh vào trong cái bảng này nhé. Ok. Great. Ok, so what do you learn today? À, vậy thì chúng ta sẽ tổng kết lại là bạn học được gì ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta tổng kết cho mọi người thì mọi người hãy dừng video khoảng 1 phút và tự uh, tự suy nghĩ và xem đó tổng kết lại uh, xem mình đã học được gì trong ngày hôm nay. Sau đó thì chúng ta sẽ bật video lên và tiếp tục xem để thanh tổng kết cùng với mọi người như nào nhá. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ học về câu lời mời, đúng không? Would you like cộng với danh từ và cộng với động từ động tu verb đúng không? Sau đấy nếu mà trả lời là có thì mình sẽ trả lời là yes please. Còn nếu không thì các bạn trả lời là no thanks. Được chưa? Và lời đề xuất could I have a và ân cộng với danh từ please. Could I have a ân cộng với danh từ please. Và trả lời là yes hoặc là sure. Ok, được hoặc là chắc chắn rồi. Và các bạn câu hỏi thêm khi mà đồ uống đúng Mình sẽ là milk, sugar, sữa hay là đường không? Đúng không? with milk no sugar please. Rồi, rồi thứ hai chúng ta học từ vựng về một số các loại đồ uống thông dụng. Ví dụ như coffee, tea, mineral water, oranges, apples, iced tea đúng không? Rồi. À, các bạn lưu ý ở đây, mineral water thì có thể là still or sparkling. Có một số từ nữa. Đó là từ still và từ sparkling. Still là còn nguyên chất, còn sparkling là có ga. Được chưa? Thường là mình sẽ hỏi là Mineral water can be still or sparkling? Ví dụ thanh gọi là câu hỏi là Could I have mineral water, please? Still or sparkling? Tức là ừ, nước lọc bình thường á hay là nước có ga? Ok, vậy thì chúng ta sẽ học thêm một cái từ mới nữa Ở cuối bài ngày hôm nay, đó là từ sparkling Repeat after me Sparkling Sparkling Good job! One more time Sparkling Sparkling Great. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc là lesson 3 Bài số 3 Chúng ta đã kết thúc cái phần Unit 1 chủ đề welcome. Sau khi kết thúc bài này chúng ta sẽ sang cái phần uh, Unit 2 uh, Và một cái chủ đề mới Hy vọng các bạn sẽ làm bài tập đầy đủ Và sau đó uh, học uh, hàng ngày cùng với Thanh nhé See you guys